Đây các bạn ơi, đây là một hiện trường có một vụ nổ của shipper. Đúng, đúng, đúng rồi. À, tôi hết nghiêm trọng rồi. Các bạn ơi, mình đã quay về xin tường tử tế. Ba. Ôi da. Xin tường tử tế trên tập 3 nha các bạn. Và trước khi bắt đầu nha, hiện như là nhớ là đăng ký, nhấn cái chuông bên cạnh nhé. Nhấn cho đăng ký cho tất cả thành viên trong làng trà đào nhé các bạn. Đúng rồi, đó, cho mình vừa bảy con sư ca quỷ nè, đó, chết đi. Đó các bạn. Đây, đây là cái cửa mình đã hai mớ và cái bình chế thuốc rồi. Bình chế thuốc cái này. Và bây giờ chúng ta đã có thanh kiều. Yeah. Đó, thấy thấy cửa hay mớ chưa thanh kiều. Đó, cái gì đến không được vậy? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không biết. Tụi tôi không có xuống. Đây là các bạn ơi, đây là cái cuốn sách nha, đây là bằng phép nha, đó. Chứ tạo dễ lắm thiệt á. Làm lấy ở đây có mía, mình làm mía thì đó, dễ ẹt. Rồi vô một có hai tìm cái gì ta. Ờ này là ra tiếp. Các bạn ơi, tìm cho thanh kiều. Rồi. Rồi. Ô. Ê, ở đây có mấy bạn lợn nè. Thôi, bây giờ tìm cái lâu đài trước đi. Cái lâu đài chế tạo hút. Là chưa tên bị xài cho lắm. Thấy bị xài, hình như có gì đó băng mờ ám lắm. Thôi. Ok các bạn, mình vừa bị chết vỡ cái con xà lam lửa với cái con gì ta, con gáp, giờ mình bị rớt xuống là ba, mình thật là xui xẻo. Vậy hả? Bây giờ nuôi động vật đi. Ô, có con chó. Tôi sẽ làm một con chó cho riêng mình. Đâu rồi? Ê, kì. Rồi, mình đã ăn vô được con. Chết đi. Mình tìm chó khác. Các bạn thấy chưa, mình rất là xui, mình vừa hồi phục nó xong bị sai là đánh nhầm rồi đó, chết queo luôn. Ok. Xui. Thì đó, tự nhiên các bạn ơi, mình đã biến trở lại rồi đó, nên mình bị đánh nhầm cái gì. Cái đồ gì? Rồi lấy da đi. Xin chào. Kiếm da giờ có da gọi cái gì? Cái gì nè ní? Nè ní. Cái gì? Hả? À cảm ơn. Rồi đi xuống đi. Đi xuống này ngục nè. Qua hai quá giờ không biết đường nào vậy. Vậy ạc cứ đi thẳng đi thẳng. Đi thẳng đi thẳng. Ngày qua bi sai cũng bị vậy đó. Rồi các bạn, mình sẽ cắt con này để mình đi tìm những cái sinh vật. À, con bò kìa. Mình vừa nói xong nhất là bò. Đi thôi. Đi thôi. Đi ngục với tôi không? Đi không. Nãy có đứa.
Đi hả? Ê à, đừng đánh. Ừ. Nè đi đi theo anh hai. Đi theo. Tôi chết luôn hả? Nó tôi luôn hả? Ê à, tôi dụ dê luôn á. Đây. Về là thấy có bãi cát là biết rồi đó. Ô, mấy con đang giận nó bắt cua giỏi ghê. Thật hả? Lấy đi. Ủa gì hả? Hay quá. Đó, chơi về, đi về là biết rồi. Cái gì? À ha. Đợi chút, có gì đó bắt đầu. Rồi. Chú gì nữa? Một. Hai. Ba. Ê, cái gì vậy?